Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cờ làm cái dự án Zozo. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn trên kênh của mình cái dự án Zozo rồi. Bạn nào mà đã cờ làm Zozo ở trên 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 ấy, ấy trên cái web của nó thì hôm nay ở trên Secondly thì nó cũng cho cờ làm một lần nữa mọi người nhé. Thì cái ở trên sàn của nó là cái con baby đấy, thì hôm nay thì nó sẽ cho cờ làm tiếp ở trên cái gì Secondly kỷ niệm 1 năm cái Binance Smart Chain ra đời ấy. Thì hôm trước bạn nào đã làm theo mình cái dự án Zozo này này mà các bạn có cờ lam nhá, các bạn có cờ lam ở trên cái kênh của nó ấy, thì nó đã ra một cái thông báo là mình sẽ trúng tiếp, chia sẻ 10.000 đô la đấy, thì trúng tiếp cái blind box ở trên này nhá, ở trên Secondly này nữa. Thì bạn nào mà chưa có cờ lam thì các bạn vào đây ấn vào Zozo nhá. Đấy, ấn vào đây thì chúng ta sẽ thấy ở đây có mình có một draw này. Thì chúng ta phải chuẩn bị một ít phí, tức là các bạn connect đến cái ví của mình nhá. Cái này là NFT mọi người nhá, đây. NFT thì chúng ta sẽ connect đến ví này, vào đây thì chúng ta ấn vào draw thì nó sẽ trừ cho mình một ít phí nhá. Đấy, các bạn sẽ mất một ít phí khoảng 0,015 nhá. Đấy, sau đây thì nó sẽ quay quay này để mình xem mình trúng cái NFT nào nhá. Khi mà nó thực hiện lệnh phát thì nó sẽ như kiểu gọi là may mắn đấy mọi người. Có những cái này favor nó sẽ ấy hơn đấy, cao hơn đấy. Ôi con này có 20% level 3 hả? Zozo level 3. Hình như là con kia mình level 2. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái phần project ruler này nhá, thì họ sẽ có cái thông báo với các bạn ở đây. Ở đây nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là cái chương trình của nó là 10.000 đô la này nhá. Đấy, thì đây second đi chút si hút in đây cái này nữa này. Check whitelist này. Play to earn cũng có nhá. Ở cái này khá là nhiều nhá mọi người. Tối mình sẽ làm một cái video nữa để xem mấy cái này có kiếm ra được Zozo không, thì mình sẽ làm video cho mọi người nhé. Bây giờ thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cái Zozo và BSC cái này thôi. Thì các bạn nào mà làm theo mình nhé thì các bạn chỉ cần copy lấy cái ví của mình nhé. Không vào đây các bạn sẽ ấn vào Ctrl F này, mọi người sẽ check cái ví của mình xem có trúng không nhé. Đấy, nếu cái ví của mình trúng như thế này thì các bạn sẽ vào trong cái Zozo lúc nãy đấy. Các bạn claim cho mình NFT nhé. Đấy, những cái bạn nào mà có cái ở trong cái form này là các bạn có thể claim NFT được nhé. Đấy, xong mọi người sẽ ấn vào phần vào đây rồi thì chúng ta sẽ ấn vào phần market này nhỉ, hay là đúc ở đây. Không phải. My NFT. Chúng ta sẽ thấy cái này. Đấy. Chúng ta sẽ được một cái con này nhé. Con này không biết là đào hay làm thế nào nhỉ, chưa biết thế nào luôn ấy. Con này level 3 mọi người, hình như là có 6 level ấy. Account setting profile thử xem nào. Document market xem nhé. Level 1 là 0,07, level 3 bán 0,05 đấy mọi người ạ, thấy mọi người bán đây nè. 0,079 BNB. Level 1, chủ yếu là level 1, mình được level 3, 4 này. Có cả level 4 đó mọi người ạ. Level 4 là 0,63 BNB. Đấy, có cái mũ này là được này, có cái mũ này là khá là ngon này. Đấy, có cái mũ như thế này. Đây, có cái này level 4 này. Ôi, con này level 5 này. Đấy, họ vào đây họ bán ấy, thì bọn mình muốn bán thì mình cũng có thể vào đây bán được mọi người nhé. Thì nhưng mà hình như là nó có để bán để ấy nữa ấy. Đây ở bên này đây.
Hình như là bên này để stack, để đào nữa ấy, mọi người ạ. Đây, mình được cái con này, level forward 80, level 3, 1, 2, 3, 4 và 5 level thì mình được một con level 2, à level 3, 22.008. Cái này là Harvest Stack, Stack, Stack hay là Unstack, Stack, Stack, Coffin. Ấy, cái này là nó stack rồi hay sao mọi người? Mining rồi mà nhỉ? Hình như là nó mining rồi ấy. Thử bên này xem nào. Thấy nó có cái tham chạy này rồi mà. Mình chưa có hiểu cái này luôn. Ví dụ stack thì nó phải chạy ở đây từ không forward này. Trên tóc tờ forward thì nó phải chạy ở đây chứ nhỉ? Nó không có chạy này. Thử ấn vào đây xem nào. Cái này chỉ có bán thôi mọi người ạ. Level 2. Mọi người có thể vào bán nhé. Ấn vào sale sau đó bán nhé. Còn đào thì thế nào nhỉ? Stack NFT này, hay vớt hay là cái gì? Cót phim. Cót phim sao nó không chạy cái gì? Chưa hiểu luôn đấy. Có cầm ba apply, có offer. Lại phải mất phí nữa mọi người ạ. Nói chung là chúng ta sẽ phải mất phí đấy. Còn cái đào này thì mình chưa biết làm nào để cho nó đào luôn mọi người. Đây, ví dụ ở đây thì nó phải đào thế nào nhỉ? Folder này. Đây là mining mà, thì chúng ta không biết là đào nào. Hay vớt thế này á. Thử xem nào. Nào này là mình được Zozo đấy mọi người. File. Như chưa có gì cho nên là mình không ấy được. Mà cái ấn stack này thì là stack thế nào? Coffee. Cái này là unstack. Hay là nó chưa đào nhỉ? Hình như nó chưa cho đào ấy mọi người ạ. Nhưng mà đào ghi ở đây là thời gian còn lại, không biết là thời gian chờ để đào hay là thời gian mình hết cho nó cho hết cho đào. Chưa biết thế nào luôn. Ví dụ stack này cót phim thì nó phải cho vào lòng để đào chứ phải không? Nó chưa biết cho nào luôn ấy. Thôi mọi người cứ vào claim trước đi nhá. Đấy, mọi người cứ claim về cho mình đi, không thì các bạn bán lên sàn, lên ấy để bán nhá. Đấy, lên market để bán nhá. Đấy, các bạn cứ cài cho mình cái ví dụ cái con này thì 0.1, 0.2, 0.3 BNB đi. Đấy. Ok, như thế thì các bạn vào claim cho mình nhá.